Vâng, gửi lời chào tới các bác. Cũng như đã hẹn với các bác rất là lâu, thì hôm nay nhà em đã làm được dao quắm, dao đi rừng và dụng cụ làm cây để gửi tới các bác nhà mình. Thì trong thời gian cách đây độ 1 tháng thì bên cơ sở em là hết dao quắm. Hôm nay em đã làm được số lượng rất là nhiều. Đấy, bác nào mà dặn em thì hãy liên hệ trực tiếp lại qua đầu số điện thoại của bên em Trường Thảo đây nhé. Với những cái dụng cụ làm vườn này thì bên cơ sở em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, các bác có nhu cầu tới đồ dùng gì về làm vườn, làm cây, liên hệ trực tiếp tới em. Với các bác lớn tuổi thì rất nhiều bác cũng đang quan tâm tới những cái dụng cụ đồ nhíp này. Hãy lưu số điện thoại kia của cháu vào nhé. Lúc nào các bác cần liên hệ trực tiếp luôn, cháu sẽ tư vấn các bác về cụ thể tất cả những cái sản phẩm. Và các bác muốn xem thật nhiều sản phẩm về đồ dùng, dụng cụ nông nghiệp, các bác đừng quên nhấn vào cái nút đỏ đăng ký kênh ấy nhé, nó có chữ đăng ký đấy ạ. Và nhấn vào quả chuông, đó là cái thông điệp gần nhất để các bác xem được tất cả những cái sản phẩm của bên nhà em. Đấy, thì em sẽ quay thật gần cái con dao chất liệu thép nhíp này của nhà em. Hôm nay thì quên không bỏ con này nữa ra cho các bác xem. Hôm nay có con này nhá, con này các bác chờ đợi rất là lâu. Đấy, đây là con dao quắm không cán này. Con này hôm nay nhà em cũng làm số lượng nhiều. Còn đây là con dao đi rừng. Đây là con dao quắm nhá. Con dao quắm này thì em nói luôn cái độ dày của nó dày 5 ly nha các bác nhá. Rất chi là dày. Con này vừa chặt vừa phát nhá. Rất thuận tiện đối với các bác làm lương, làm rẫy, làm rừng, làm vườn. Và đặc biệt là cái mẫu thuồng đi rừng là cái mẫu thuồng chuyên nghiệp bên em cũng đã gửi cho các bác rất nhiều. Đây là mẫu thuồng đi rừng, chất liệu thì sẽ bằng thép nhíp. Với những cái dụng cụ này thì nhà em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, các bác ở đâu khi xem được video mà đang cần, hãy liên hệ trực tiếp tới em qua đầu số điện thoại trên. Đấy, và dầm nhá. Dầm thì em sẽ có dầm cái đây, cái dầm thẳng này. Cái dầm thẳng này giá của nó rất chi là rẻ, 60.000 đồng một cái thôi. Nhưng mà các bác làm quanh năm nhá, rạc cỏ, xới cỏ quanh năm. Chất liệu thì bằng thép nhíp này. Còn nếu như cái dầm cong là cái mẫu dầm này các bác. Dầm cong thì sẽ là cái mẫu dầm này. Mẫu dầm này thì có 50.000 một chiếc thôi. Đấy. Và cái dầm cuốc nhá. Cái dầm cuốc này các bác cũng quan tâm rất chi là nhiều này. Đây là cái dầm cuốc nhá các bác. Đấy, cái này giúp các bác xới cỏ, rạc cỏ rau này, làm cỏ cây bonsai, cây cảnh này. Đấy, đây là cái dầm cuốc. Cái dụng cụ này thì nhà em sẽ có rất là nhiều, nhưng mà hôm nay một cái góc độ nhỏ về cái dụng cụ này thì em chỉ đăng tải được từng này. Đấy, các bác mà cứ đang cần tới cái mẫu nào về đồ nhíp thì cứ liên hệ tới em. Đây là những cái dụng cụ chuyên nghiệp để làm cây, làm vườn, đi rừng. Đấy, đặc biệt là cái dòng dao quắm này nhá. Cái dòng dao quắm này thì các bác chờ đợi rất là lâu. Đấy, nhiều bác gọi điện lắm. Các bác hãy liên hệ lại tới em nhé. Đây là con dao nhíp này. Con này thì em đang gửi tới các bác, giá là 200.000 một con, giá miễn phí ship. Chất liệu bằng nhíp 100%. Hàng tới nhà khi các bác đặt của bên em thì các bác hãy bỏ ra kiểm tra hàng thật cẩn thận trước khi trả tiền. Tất cả những cái dụng cụ này thì sẽ đều bằng thép nhíp hết nhá. Đây là những cái dầm làm cây này. Cái dầm làm cây các bác miền Nam chắc chắn là bác nào cũng biết và cũng đang rất quan tâm, bởi vì em bán rất nhiều với các bác ở trong miền Nam. Các loại dầm xới cỏ đấy, đây là cái dầm cỡ nhỏ nhá. Còn nếu như các bác muốn mua dầm cỡ to, hãy nhấn vào đăng ký kênh, ấn vào phần video xem là tất cả những cái dụng cụ đồ nhíp mỗi khi em đăng tải như thế này. Đấy, thì đây là một cái video cập nhật sớm nhất của ngày mùng 9 tháng 6. Đấy, hãy liên hệ trực tiếp tới bên em để đặt cái dụng cụ này nhá. Chào các bác. Rất cảm ơn các bác trong thời gian vừa qua là quan tâm đến bên cơ sở em rất nhiều. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau. Em lại đưa tới các bác nhiều những cái dụng cụ hay và chất lượng. Cảm ơn các bác nhiều nhé.